theo cái tông thiên thai á, thì mình dùng cái năm cái khía cạnh khác nhau để nhìn, để mình sơ lược nhìn cái kinh này, ý nghĩa của cái kinh này. 2 tháng rưỡi vừa rồi mình tới cái phần thứ ba. Cái lực của cái kinh này á, là làm cho mình được bất thối, và cái dùng của cái kinh này làm giúp mình được vãng sanh. Những người mới tới đây á, nhắc lại cho quý vị, cái kinh này là kinh quá, một những kinh quan trọng nhất về cái tịnh độ đại thừa. Cái tịnh độ là cái tông phái bên Phật giáo đại thừa. Nó chủ trương rằng á, mình nên vãng sanh cho tịnh độ. Cái chỗ mình ở bây giờ, cái chỗ bất tịnh. Cái chỗ này mình ở nó có nhiều cái khổ. Mà qua bên tịnh độ thì nó thấy cái khổ toàn là lạc không. Ví dụ ở đây mình khổ cái đói. Ai không có bị cái đói cái khổ không? Hoặc là một cái khổ là mình mới mất công việc làm. Cái khổ bên Phật giáo gọi là cái khổ của cái hoại khổ. Mình có xong mình bị mất đi. Nó làm mình cái khổ. Ở đây cái xứ này mình sống khổ nhiều hơn là xưa. Cái tình độ nó hay ở chỗ là thấy thì mình chủ trương là cái cuộc đời này sau khi mình sống xong cuộc đời này rồi thì mình thay vì mình tiếp tục luân hồi trong lục độ thì mình né ra, mình trốn qua cái tình độ như Tây Phương Cực Lạc đó, thì qua đó một kiếp mình thành Phật. Cái Tây Phương Cực Lạc, cái tình độ bên đại thừa mình là không có phân biệt mình phải Phật giáo hay là phải tín đồ mới là giúp mình, giúp tất cả mọi người. Cái lực của kinh này cho mình bất thối, và quan trọng hơn nữa là mình đạt được cái bản sân nếu mình muốn. Nói sơ sơ qua những cái loại tinh độ thôi, tại vì cái này nói cho người biết, chỉ nói sơ sơ để biết qua trong cái nhân để mình biết về những cái loại tinh độ này thôi, chứ không phải để quý vị là hoàn toàn hiểu biết tất cả về cái tinh độ ngày hôm nay. Có 4 cái loại tinh độ. Phàm thánh đồng cư độ. Cái chỗ mà phàm với thánh đó, có nghĩa là người phàm phú với mình, với những người thánh nhân đó, cùng ở một chỗ tu chung với nhau. Cái phàm có nghĩa là những người vẫn còn những cái hoặc, tư hoặc, cái kiến hoặc. Còn thánh là những người từ sơ quả tới tam quả A-la-hán. Ngày này có mấy chuyện quan trọng phải cần bàn tới, thành ra mình nói lẹ lẹ qua những phần này lẹ một tí. Phương tiện hữu dư độ. Những cái người này, cái chỗ này là chỉ có những người A-la-hán hoặc người A-la-hán tứ quả hoặc là Bích Chi Phật mới ở được thôi. Những cái người này gọi là thánh nhân bên Nguyên Thủy. Họ đã ngừng, họ được tự chủ được cái sanh tử của họ rồi. Ngừng được sanh tử, tự chủ sanh tử nghĩa là sao? Họ muốn sống bao lâu cũng được hết, họ muốn chết lúc nào cũng được hết. Gọi là tự chủ cái sanh tử của họ. Nhất cái quan trọng nhất á, những người thánh á, gọi là thánh á, nhân á, tại vì họ đã diệt được cái ngã rồi, không có người nào gọi là cái ngã nữa, hết rồi. Chẳng như không ngã nghĩa là sao? Bị mắng, bị chửi, bị đánh, bị đập, không hoàn toàn không phiền não, không giận không hờn, khen mình là người nổi tiếng nhất mà mình biết được, cũng không có súng, khen mình cũng không có hứng thú nữa. Cái ngã nó biến mất rồi, thành không bị kích thích được nữa. Cái trạng thái đó, nó đừng tưởng là trạng thái nó xấu xa, cái trạng thái đó nó sung sướng dễ sợ. Tại vì một khi cái ngã mình nó được ngừng lại thì mình không còn khổ nữa, mình chỉ còn thấy sướng thôi. Cam đoan cái gì đó. Cái tình độ của thực báo trang nghiêm tình độ, cái này cái chỗ của chị Ngài Bồ Tát ở, họ chỉ tu ở đó. Cái chỗ này cái phương tiện hữu dư này là của những người thánh nhưng mà còn nhẹ, còn nhỏ. Còn cái này cái mà thực báo trang nghiêm độ này mới thiệt sự của thánh nhân của đại thừa. Cuối cùng thường tịch quang độ. Cái chỗ này cái chỗ của Phật, cái chỗ này tôi không biết gì hết, tôi không biết cái chỗ này là sao, ráng mà chịu. Chừng nào quý vị tới chỗ đó nói tôi biết nha. Chừng nào quý vị tới đó rồi nhớ tới cứu tôi nghe chưa, tới độ tôi, trở lại độ tôi. Bất thối. Những cái người thánh đó, A-la-hán, mỗi cái người thánh nhân đó, mặc dù họ là thánh nhân rồi, mà khi họ sanh lại, tái sanh lại cái cõi này đó, mỗi lần họ sinh ra họ vô minh,
họ bắt đầu lại. Mỗi lần mình sinh ra là mình bị tối tâm. Thành đối với Phật giáo mình, cái chuyện sanh là chuyện rất rất dễ sợ, đáng sợ. Tại sao? Mình sanh mình biết mình sanh chỗ nào, mà nên mình sanh làm con người đi nữa, mình bị cái tối tâm cái đầu. Thành mấy người Phật tử người ta hiểu, ta ngán cái chuyện sanh đó. Ngay Bồ Tát cũng ngán cái chuyện sanh đó. Những cái người này á, cả đó, người thánh nhân này á, ta đã thành công lớn lao rồi, mà họ phải cần gặp một người thiền trí thức, họ sẽ bị thụt lùi. Nó dễ thụt lùi lắm. Về cái bất thối, có bốn cái loại bất thối: vì bất thối, hành bất thối, niệm bất thối và cứu cánh bất thối. Cái này mình nói sơ sơ chứ mà khai vì vậy thôi. Cái này nó quan trọng, nó cho mình thấy được cái cảnh giới con người mình đó, nó như vậy đó. Bất thối, mình thối lui, tại mỗi lần mình tiến bộ một tí mình rụt lui lại một bước, mình rụt lui lại hai bước. Khi mình tới cái cõi tịnh độ rồi thì mình có được cái bất thối. Bất thối, về bất thối, một khi quý vị mà tu được tới cái cảnh giới phàm thánh thánh của bên Phật giáo rồi thì mình không bao giờ mình bị thối lui về cái cảnh giới người thường nữa. Cái thối là vì bất thối, có nghĩa là mình vào cái cảnh giới thánh rồi, mình không bị thụt lùi vào cái cảnh giới thường nữa. Người A La Hán, khi mà người tứ quả A La Hán, khi mà sinh ra người ta có bị tối tâm không? Tâm óc nó bị tối, đều họ vẫn là thánh nhân như thường. Cái câu hỏi này nó rất 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 tốt, tại vì nó hỏi tại sao người A La Hán đã A La Hán rồi, tại sao sinh bỗng nhiên là bị tối tâm lại? Thì tối tâm này nó chỉ có nghĩa tạm thời thôi. Những người vì A La Hán này cái phước họ lớn thì cái bất thối này có nghĩa người A La Hán mặc dù sinh ra họ bị tối tâm, đều họ có phước đến độ đó, họ sẽ gặp được người thiền trí thức để giúp họ giác ngộ lại. Thành ra cái cuộc đời họ sẽ được giác ngộ lại, họ được ít nhất được tứ quả A La Hán lại. Thì cái ví dụ này giống như là cái A La Hán là phước nhiều đến độ giống như mình giàu đến độ mình không bao giờ mình nghèo được nữa, vì vậy đó. Bởi vì bên Phật giáo mình á, mình chú trọng cái chuyện thánh, cái địa vị thánh, tại vì khi mình tới thánh vị rồi mình không bao giờ mình tụt lùi lại được nữa. Cái vị này có nghĩa là những người mà đã đạt tới sơ quả trở lên sẽ không bao giờ thối lui lại. Như bây giờ kiếp này cái vị tu tới sơ quả thì kiếp sau cái vị chắc chắn sẽ đạt ít nhất là sơ quả, không thể nào thấp hơn hết, không thể nào thấp hơn nữa. Đó là vị bất thối. Thành đối với chúng tôi là chủ trương là phải nên đạt tới sơ quả càng sớm càng tốt. Thì để khi mà đạt sơ quả là không bao giờ mình thối lui nữa. Năm ngoái nhà hàng cái ông mà trọc phú mà giàu nhất xứ này là ông Bill Gates, là ông trọc phú giàu nhất. Năm này ông bị người Mỹ tới cơ giàu hơn ông một tí. Ai sẽ đọc cái đó không? Cái gì? Hành bất thối. Hành bất thối là mình không có lười mà mình trong việc tu hành của mình. Cái vị là từ sơ quả tới tam quả, cái hành đó là từ tứ quả trở lên. Thứ ba, về niệm bất thối có nghĩa là những người này là những người Bồ Tát rồi, cái tâm người ta nó bất thối là tại vì không bao giờ người ta bỏ được cái quả vị Phật hết. Họ cái tâm niệm họ là nó, họ luôn luôn nghĩ tới cái quả vị Phật. Tâm họ qua cái chuyện mà tới đạt được cái Phật quả là chuyện quan trọng nhất. Không có gì quan trọng bằng, mới gọi là niệm bất thối. Bồ Tát, cái này là cứu cánh bất thối. Tại cái bên Phật giáo tịnh độ cho phép mình đạt được cái bất thối này. Cái pháp môn tịnh độ giúp mình trồng những chủng tử để sau mình được đạt những cái loại bất thối này. 55. Lần đầu tiên mà nói một cái giảng được xong, nửa tiếng giảng xong được một cái phần quan trọng. Phật giáo lý Phật dạy là có 5 cái thời điểm khác nhau. Đầu tiên cái thời Hoa Nghiêm, ngay sau khi mà Phật Đức Thế Tôn thành đạo rồi, ngồi trong định ngài quán, ngài lúc đó ngài mới thành đạo một cái thì ngài giảng pháp giáo lý cho những người
trở nên bậc cao nhất cho những người Bồ Tát. Ngài dạy cho những người đệ tử quan trọng nhất của Ngài Bồ Tát. Ngài giảng những giáo lý đó cao siêu nhất của Phật giáo. Lúc mà Ngài Thích Ca Mâu Ni mà giảng những cái giáo lý mà quan trọng nhất về Phật giáo ở đây thì giảng đủ trong 21 ngày là xong. Đó cái thời đầu tiên. Sau đó cái giờ thời là A Hàm. Đó họ dạy, Ngài dạy những người A La Hán. Ngài mới dạy một cái giáo lý để giúp những cái người học trò Ngài đắc được A La Hán quả và biết chi Phật. A Hàm tiếng Phạn có nghĩa là không so sánh được, phương đẳng. Phương đẳng, cái thời phương đẳng trong 8 năm này là ngài giảng cái giáo lý phương đẳng, là cái thời này, cái thời ngài giảng luôn cái giáo lý của kinh A Di Đà này đây. Phương đẳng là cái thông giáo, tại vì nó thông từ giáo lý này, thông từ cái tàng giáo của thời A Hàm cho tới Bát Nhã là biệt giáo. Cái thời cái thần quan trọng thứ nhì là cái thứ tư là thời Bát Nhã. Thì trong cái thời thông giáo này, cái thời Bát Nhã này, cái thời mà ngày Đức Phật mới dạy cho những người Bồ Tát trình độ hơi còn thấp, cuối cùng giảng cái pháp Hoa Niết Bàn. Thì cái thời cuối cùng là cái thời pháp Hoa Niết Bàn đó, là ngài giảng cho mình cái những cái pháp để mình thành Phật được. Nghe trồng cái nhân, cái bị nghe những cái này thôi, để sau tương lai sẽ nghe tiếp, để không có bị nghe không có bỡ ngỡ quá. Cái phần này nói là cái là về kinh tạng. Thì mỗi kinh đó, cái kinh đó là có những cái thành phần nó khác nhau. Có 12 cái bộ. Cái bộ có nghĩa là cái hình tướng nó khác. Hạng như cái gọi là trường hàng. Trường hàng có nghĩa là những cái chữ thôi. Thứ nhì là thơ. Phần thứ ba là thọ khí. Phần thứ ba thọ khí có nghĩa là Phật nói rằng là trong tương lai con sẽ thành Phật, tên Phật này nọ, ở cái Phật độ này tên nó gọi là thọ khí. Cô khởi. Cô khởi có nghĩa là cái chỗ của nhân Phật nhét vào cái chỗ đó để cho nó có sự đổi gió. Phần thứ năm là bất văn từ thuyết. Những cái giáo lý Phật giáo phải được thỉnh pháp mới được truyền. Trừ ra cái pháp tịnh độ này á, là được truyền mà không thỉnh mà được truyền như thường. Thì bên cái thông thường khi mà ngài Thích Ca Mâu Ni mà giảng pháp á, thì đang giảng pháp thì Phật tử mới nghe pháp xong mới nhớ là có những phần không hiểu, thì mình lần sau mới tới gặp Phật lại xin Đức Thế Tôn giảng cho con phần đó cho con chưa hiểu. Rồi thành phần nào những phần lớn những Phật giáo lý Phật dạy toàn được phải được thỉnh ngài mới giảng. Cái đặc biệt á là cái tịnh độ, pháp giáo tịnh độ. Thành ra cái này trường hợp đặc biệt là tại Phật thấy rằng á là cái pháp tịnh độ nó quá quan trọng, nó quá tuyệt vời đấy, mà những người đệ tử của Phật hiểu không có được. Thành ra ngài cũng nói mình đợi tụi nó mà hỏi thì chắc mình râu nó mọc, nó rùng luôn trước khi nó hỏi được. Thành ra Phật mới quyết định là mình giảng trước cho nó, mới gọi là cô khởi, gọi là bất văn từ thuyết, không hỏi không thỉnh mà vẫn giảng như thường. Nhân duyên nghĩa mô tả rõ ràng cái nhân với cái duyên nó liên quan gì với nhau. Ví dụ cái này là cái tuyệt vời của khi Phật giảng pháp, ngài những cái ví dụ ngài hay không thể tưởng được. Cái ví dụ của Phật rất là hay. Bổn sự có nghĩa là những cái sự tu hành của đệ tử của Phật đó, những ngài Bồ Tát làm sao họ tu những cái pháp gì để thành Bồ Tát. Cái này thích thú ở chỗ là tại mình được diễn tả cái người Bồ Tát ta tu cách nào, muốn biết chứ phải không? Chà, quý vị mà theo những đại tử Minh Tinh ở đây á thì muốn thắc mắc muốn biết là những người đại tử Minh Tinh nổi tiếng á, người ta cuộc ngày ta sống ra sao. Thành bên Phật giáo cũng vậy, cũng thích nghe kể về những chuyện Bồ Tát, giống như mình người thường thích nghe chuyện mấy Minh Tinh vậy. Bổn sinh, đời xưa Phật sống ra sao, Phật tu ra sao. Thứ 10, phương đẳng, giảng cho những cái chi tiết, thêm chi tiết về những cái giáo lý. Vi tăng hữu, những cái giáo lý mới. Thứ 12,
là luận nghĩa, có nghĩa là những cái luận này là do những đệ tử của Phật biên ra. Xong chưa? Tôi mê thiền. Tại sao tôi thích thiền? Tôi mê thiền, thích luyện thiền. Mà tại sao tôi chọn? Tôi chọn là truyền bá cái pháp tịnh độ này. Cái pháp tịnh độ chúng mình bổn tự nó là một cái cách tu pháp tịnh độ mới. Thành ra cái cơ hội này tôi lợi dụng cơ hội này để mà nói về cái pháp đó một tí, mặc dù không được tịnh, được không? Lý do quan trọng chính đáng chúng tôi chủ trương rằng mình tu tịnh độ để mình được vãng sanh cuối kiếp này, đừng có đợi nữa. Cái pháp tịnh độ nó chừng đó thôi, cho mình cơ hội mình vãng sanh kiếp này. Mình muốn giúp những người đang sống cái cuộc đời này nữa. Thành ra cái chủ trương chúng tôi là tu cái pháp tịnh độ này để giúp quý vị được cái cuối cuộc đời này được vãng sanh. Không phải chúng tôi nói là khẳng định là chắc chắn sẽ vãng sanh, chỉ nói chúng tôi là cố gắng hết sức giúp quý vị được vãng sanh cuộc đời này. Cái kiếp này gặp được cái pháp đại thừa tịnh độ này thì quý vị cái cơ hội vãng sanh rất 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 là cao, lợi dụng cơ hội đó mà vãng sanh. Chứ nếu mà để luân hồi, tiếp tục luân hồi nữa thì mình hoàn toàn mất tự chủ. Đó là cái khác biệt của mình đó. Okay. Những người thường thường ta thông thường ta tu niệm Phật ta nói là mình niệm Phật thì mình vãng sanh. Chúng tôi nói đừng nói chuyện vãng sanh, mình nói chuyện niệm Phật để vãng sanh ngay bây giờ này, đừng có đợi nữa. Đó là khác biệt của chúng mình. Muốn làm như vậy, muốn được cái vãng sanh kiếp này mình phải sửa soạn để mà vãng sanh. Nếu thiệt sự cái chỗ tinh độ nó thiệt nó tốt như vậy, quý vị mấy người không biết đó, cái bản tinh độ giống như là cái bên Thiên Chúa giáo ta gọi là cái trời người ta. Nếu thiệt sự nó tốt như vậy thì tới đó không phải là dễ đâu, có nhiều cái sự cản trở dễ sợ. Những cái gì nó quý hóa như vậy không dễ mà được đâu. Đó, mình phải sửa soạn để mà đạt đó. Ví dụ một cái rất khó khăn cho quý vị thấy khó khăn. Cuộc đời này mình cũng bệnh. Có ai bây giờ bị cảm? Ai bị cảm chưa? Cảm là mình bị cản trở trong cái sự cuộc sống của mình. Một cái cản trở thôi. Đây họ biết mình ở đây, họ tới họ đòi nợ mình được, họ bắt mình bệnh họ. Khi mình vãng sanh một cái họ bắt mình, họ rượt mình không được nữa. Thành họ trước khi mình đi phải hiểu rằng á, mình tới vãng sanh một cái tịnh độ một cái là cái chỗ nó tốt, mình không bị cản trở, không bị khổ sở nữa. Thành ra cái người chúng sanh mà đang nợ người ta, tới đòi nợ trước chứ. Những cái người chủ nợ mình đời kiếp trước á, người ta biết mình sắp được vãng sanh một cái là mình thoát nợ người ta, thành tới ta đòi nợ trước. Thành cái chuyện muốn vãng sanh là chuyện rất là khó khăn vì vậy đó. Nếu ta cản trở mình không vãng sanh được. Vãng sanh chưa, không đủ sức soạn vãng sanh. Sau khi cái phần thứ nhì, sau khi mình chết á, cái này là cái phần Phật pháp mà những cái tôn giáo khác người ta không có. Chỗ Phật giáo mình mới có cái pháp môn này thôi, mấy cái tôn giáo khác nào không có. Cái kỹ thuật này có Phật giáo mới có nha. Tôi sẽ vào cái tấm sau, số 60, 20, số 1. Hai cái là sẽ tới đó. Sau khi mình chết 49 ngày, cái thời gian rất quan trọng. Cái thời gian đó, cái lúc thời gian là lúc 49 ngày, lúc mà mình đang bị quyết đời để được quyết định mình sẽ được vãng, mình được sinh vào cõi nào. Rồi chẳng hạn như mà quý vị thành công được sau khi mà vãng sanh thôi. Thành ra cái pháp tịnh độ chúng tôi ấy, là chú trọng là sau khi mà vãng sanh rồi ấy, là mình tiếp tục yểm trợ cho quý vị. Khi mà quý vị tới vào vãng sanh và Tây Phương Cực Lạc rồi ấy, thì bên này vẫn tiếp tục tích tụ những cái phước đức để quý vị ở bên kia mà tu tiếp. Cái pháp này không phải giúp người sống mà cả người chết cũng giúp được. Phải nói thú thật quý vị, những người đã qua đời rồi họ mà chết hơn 49 ngày rồi, cái sức mà chúng tôi giúp họ được nó không có mạnh, nó không có được
hữu hiệu bằng như lúc mới chết 49 ngày. Vẫn giúp được, nhưng đều sau khi mà chết 49 ngày rồi nó khó dễ sợ. Cái đó cái sức chúng tôi có hạn thôi. Sau 49 ngày giúp được, nhưng đều không có dễ như lúc trước nữa. Phần thứ ba là phải thỉnh. Thật ra phải thỉnh. Cái này không phải chuyện buôn bán. Đây không phải chuyện buôn bán thương mại nghe chưa. Cái pháp này nó đặc biệt ở chỗ những người có phước lớn mới hưởng được cái pháp này. Những cái pháp này chỉ giúp những người tín đồ của họ thôi, chân phải để cho những người mình người ta biết á, tới thỉnh á, chúng tôi mới dám giúp. Những người mà lạ mà không quen á, chắc chúng tôi sẽ từ chối. Có ý cái pháp này giúp những người mà tu với chúng tôi thôi. Người họ hàng của họ, gia đình của họ, người thân thuộc của họ. Phải thỉnh. Cho thỉnh làm cái gì? Cái thỉnh á, nó lộ ra cái lòng thành tâm của mình. Tại sao phải thỉnh? Nó thỉnh nó lộ ra cái lòng thành tâm của mình. Tại vì đừng có tới mà nói này, thầy nghe nói thầy đây có pháp bản sanh nó vui vui nè, tôi ký ngân phiếu thầy 10.000 đồng nghe thầy giúp tôi bản sanh nghe chưa. Nếu mà làm như vậy chuyện gì xảy ra? Thầy giúp như đều bản sanh không bản sanh mà chuyện với thầy. Cái tâm mà như vậy á, thì nếu thiếu thành tâm như vậy, tại vì cái vãng sanh cái chuyện trọng đại đại sự, chuyện rất 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 là khó làm, không phải là dễ như cái gì tưởng đâu. Thành ra muốn làm cái đó phải dùng hết sức mà làm. Nếu cái tâm không thành tâm, thỉnh cái sự hết sức của chúng tôi á, thì chúng tôi không cần giúp cái vị hết sức, thì vãng sanh chuyện cái vị chuyện của chúng tôi, cứ đưa sách chúng tôi lấy tiền thôi chứ tôi đâu care đâu. Chứ vì chỉ đưa tiền tôi chứ đâu có đợi tôi đòi cái thành tâm của tôi, hết sức của tôi đâu mà bị biểu tôi đòi hỏi tôi được. Bởi vì cái thỉnh nó quan trọng đó, thỉnh với thành tâm thì mới được cái thành tâm mới là giúp quý vị. Nghe được không? Hiểu không? Rồi. Có một cái cặp vợ chồng kia tới gặp tôi mấy lần rồi, hai lần rồi gặp nó, đứa con của tụi tôi á, nó thường ngày nó thông minh, nó sáng suốt, sợ bây giờ nó theo cái tuổi tà giáo ngoài kia, bây giờ tôi được đâu đùa nó tối tâm vậy sao. Thầy giúp tụi nó, thầy giúp một tí đi. Thầy là người duy nhất có thể giúp họ được. Tôi nghe mấy cái người ta nói, thầy nghe thầy, những cái người khác nói chỉ vì cái chuyện này thì thầy nói có vẻ thầy có lý nhất. Thầy giúp giùm đi. Cái vị tưởng tôi chuyện của tôi là người tu sĩ tu hành mà người ta tới nói thầy giúp đi mà là tôi tự động giúp hả? Đâu phải chuyện chúng tôi, tại sao tôi phải giúp? Tôi đã đủ vấn đề rồi, tại sao mà cái chùa là đủ thứ vấn đề rồi, còn tại sao phải đi ra ngoài chợ kiếm đem tha rác về chùa thêm làm cái gì? Muốn thỉnh á, cứu mạng á, thì phải quỳ xuống mới thỉnh thầy đàng hoàng, chứ có chuyện đó thầy giúp đi, nhờ thầy giúp thì giống như là nhờ thầy chở con ra chợ đi. Không phải cái chuyện chở, nhờ cái chuyện dễ dàng như vậy. Không dám nói thẳng họ, ta nói sợ, ta giận. Trước giờ mấy thầy mấy cô đối với họ như vậy, họ tới thì nhờ mấy thầy mấy cô làm này làm nọ thôi mà. Nó phải thỉnh, thành khẩn là thỉnh, mới hy vọng được giúp. Có cái thành tâm. Cái tình độ với người Á Châu mình thì nó thịnh hành lắm. Thành ra một khi chết là có nhiều. Quý vị lo cho quý vị về tang, những người còn sống lại, đối với người còn sống cái chuyện mà tang là chuyện rất quan trọng. Ở thành phố New Orleans thì họ lúc họ chôn họ có làm một cái họ chơi nhạc jazz. Bên đại lục thì có cái chuyện họ làm rất trọng đại. Thì bên Đài Loan thì họ làm mấy con lừa, mấy con bò, mấy con ngựa, mấy cái xe này để chở mấy người chết đi qua cái cõi tốt. Cái Đài Loan như vậy nó làm rất rất trọng đại. Cái này đáng tiếc ở chỗ là bây giờ cái văn hóa của mình
mình lo tổ chức rùm beng như vậy để cho mình thôi, nhưng mà cho người chết. Ví dụ đây là đối với cá nhân gia đình tôi nè, ông thầy ông Hiển, ông thân của tôi khi ông qua đời đó, bao lâu rồi? 3 năm. Okay. Ông là một đệ tử xuất gia của ngài Tiên Hóa, thầy chúng tôi 1.000 người tới. Tới cái lúc mà hỏa táng thầy, 1.000 người đó, mấy thầy mấy cô tới là tụng kinh, tụng từ hết chùa này đến chùa khác cái tụng để giúp thầy vãng sanh. Không vãng sanh được. Cái khổ là chuyện rùm beng như vậy, mấy thầy mấy cô rồi này gọi tới là như vậy, chả giúp được vãng sanh. Mà cuối cùng ông được vãng sanh, ông sanh lên quả trời, quả trời thiên ma đó, lục bên kia. Thì ông sung sướng, rất là sung sướng, thầy rất sung sướng. Thầy đủ thần thông để đi chơi, thầy đủ đu đi tới này nọ, rất rất vui vẻ, sung sướng dễ sợ lắm. Nhưng đều thầy còn sống đến 9 tỷ năm nữa mới chết. 9 tỷ năm nữa thì không biết, là 9 tỷ năm thì không biết chuyện gì xảy ra với thầy có gặp được pháp để vãng sanh hay không, mình không biết được. Ngược lại mấy năm trước khi mà thầy qua đời á, đó có cái pháp vãng sanh chưa thầy? Ông hỏi tại sao mình cái quả trời mình rớt lại quả người này xong rồi mình tu mình đấy, nó có dễ như vậy? Mình quả trời mà sau mình chết á, mình muốn sanh quả khác á, mình đâu có quyết định được, mình đâu có được cái sự quyết định đó. Cái chuyện khi mình chết á, có người khác quyết định cho mình. Đây là kỹ thuật của Phật giáo đó nghe. Cái này biết Phật giáo mới có thôi. Khi quý vị chết á, khi quý vị chết á, mình vào một cái trạng thái tạm thời gọi là trung ấm thân. Ai nghe nói tới trung ấm thân không? Giơ tay đi coi. Bởi cái gọi cõi âm. Vào cái gọi âm. Bây giờ mình ở trong cái cõi dương. Khi mình chết mình vào cõi âm, được ở trong 49 ngày. Em ở khoảng 49 ngày. Trong 49 ngày đó, cái quan trọng ở chỗ này nè, cái 49 ngày ấy là cái thời gian mà mình có để mình được quyết định là mình sẽ được sanh vào cõi nào. Cái 49 ngày là sao? Lúc này á là mình gặp được cái Diêm Vương. Diêm Vương mới quyết định rằng á, khi cái cuộc sống vừa rồi á, mình làm chuyện thiện bao nhiêu, mình làm chuyện ác bao nhiêu, ông cộng lại ông quyết định là mình sẽ đi chỗ nào. Hạn như cái vị mà trong cuộc đời vừa rồi á, mà làm việc thiện nhiều hơn là việc ác á, thì mình được cái sanh vào cái quả tốt. Ngược lại nếu cái vị làm ác nhiều hơn làm thiện thì sẽ rớt. Cái đó gọi là nhân với quả. Tại sao gọi nhân quả? Tại vì trong quá cuộc đời vừa rồi, nếu cái vị làm việc thiện á, thì bây giờ trong cái nhân thiện á, thì bây giờ mình cái quả nó thiện mình gửi đi về để hưởng mấy quả thiện đó và quả tốt. Nếu quý vị làm ác nhiều quá, thì nếu vừa rồi mình làm chuyện ác nhiều, thì bây giờ đến lúc mình nó chín rồi thì mình sẽ được gửi vào cái chỗ cái quả ác thú để mình chịu cái quả khổ đã làm những chúng sanh khác khổ. Cái đó gọi là cái luật nhân quả. Ai cũng qua cái giai đoạn như vậy, ai cũng được sanh lại hết. Để phải trước khi sanh phải có cái giai đoạn là phải được phán xét. Cái người mà phán xét đó là cái ông là tên Diêm Vương đó, ông nó quyết định cái gì đó. Cuộc sống mình làm đó, những việc mình làm, những nghiệp mình tạo ra đều được ghi xuống hết. Rồi xong rồi cuối cùng đó, Diêm Vương mới dùng cái hồ sơ đó để phán xét mình. Nói cách khác, cái chuyện mình làm kiếp này đó, nó quan trọng chứ không phải chuyện chơi đâu. Nói cách khác là cảnh cáo cho quý vị, cái hỏi là cái gì cái tốt cái ác cái đời này thôi mấy đời trước là sao? Kiếp này thôi, đúng. Thiệt ra cái kiếp này là lúc được xét, nhưng đều đừng có nghĩ rằng những cái nghiệp trước mình làm, những kiếp trước nó không quan trọng đâu. Thì hàng như ví dụ, thì hàng như cuộc đời này quý vị sống rất rất là cuộc đời rất là thiện, làm thiện rất nhiều. Như được kiếp trước quý vị là đại ác, kiếp trước quý vị là ông Osama bin Laden, người rất là ác. Trước dạng một kiếp trước mình rất là đại ác, trồng những cái nhân đó rất ác. Kiếp này mình làm chuyện tốt không? Thì cái nhân đó mặc dù mình làm tốt, thì cái nhân ác vẫn còn trong người, trong hệ thống của mình.
cuối cùng cuộc đời này chả như mình bị bệnh, chả như mình làm tốt thì cuối cùng trước khi mình chết mình bị bệnh, bắt đầu cơ thể mình nó đau, chân mình nó đau, đầu gối mình nó đau, mình bị phiền não, bắt đầu những cái chủng tử cũ mình, ác cũ mình bắt đầu đúng nó thùng tiền, bắt đầu nó nảy nở ra, nó phát sinh ra trước khi mình chết. Thành ra khi nó chín như vậy, gặp cái cơn Diêm Vương, Diêm Vương cộng là hết tất cả. Cuộc sống này quan trọng như cuộc sống sau. Nó hỏi là hỏi có gặp những người khổ sở dễ sợ. Cô mới nói là cô gặp những người thầy với cô, mấy sư cô giảng là tại vì kiếp này khổ, tại kiếp trước có làm ác quá đi, tại bây giờ kia này bị chịu khổ. Thì cô mới hỏi rằng Phật với là Phật phải từ bi, tại sao phải tha thứ giờ, tại sao bắt họ khổ làm gì, đã kịp. Không đồng ý. Họ đã ác rồi bây giờ họ phải khổ chứ. Không đồng ý. Đồng ý không? Đồng ý không? Đáng khổ như thì có những cái khổ nó hơi quá đáng một tí. Ông đang nói. Bây giờ quý vị, ta hỏi nhiều câu hỏi như sợ thành tôi mới hồi nãy tôi mới lùa cái gì là lẹ tới đây, tại vì tôi biết tới đây không có đủ thì giờ, phải tới đây ta có nhiều cái vấn đề đó. Ta hỏi nhiều cái vấn đề nhiều á, cái hỏi có câu hỏi. Câu hỏi là có người hỏi câu hỏi rất hay, có người nói là nhất mấy người da trắng ta không thấy được cái tương lai, ta không tin có quá khứ, không tin tương lai, ta chỉ tin ngày hôm nay thôi. Thì tôi nói nếu mà có tin vào nhân quả thì có quá khứ, có tương lai, có vị, có ngày hôm nay. Cái luật nhân quả cho mình thấy rằng có thời điểm nó quan trọng. Còn có người khác hỏi rằng là cái khó khăn của tôi là tôi không biết cái ông Kim Vương là ai, tôi không biết là cái mặt ông ra sao mà ai quyết đoán cái chuyện đó, tôi khó thấy. Cái chuyện khác tôi cái chuyện ác cái thiện tôi nói nghe, chứ ác cái thiện cái danh từ nó không có ý nghĩa gì đối với tôi hết đó. Tại vì hàng những cái bên Phi Châu tôi mới giết 100 người đó, thì những người đơn người sát nhân đó tôi nghĩ cái chuyện giết cái chuyện đúng, đâu thấy gì ác trong đó. Thành nó không có được, nó tùy cái mỗi cái quan điểm. Ông hỏi ok, ông Diêm Vương là ông ai đó, tôi nghe nói cũng xôn lắm. Như vậy tôi hỏi làm sao ông biết là cái chuyện tôi làm, một cái nghiệp tôi làm là sao, làm sao biết được. Người ta ông hỏi này thắc mắc nhiều, tại vì người da trắng ta không biết được, là ta biết cái chuyện mà kinh Diêm Vương là gì đó, ta phiền não chuyện, ta nói là sao mới có chuyện có người ta biết được cái chuyện tôi làm, cái nghiệp tôi làm từ đầu chí cuối được, ta nói có chứ. Rồi ông đó là sao, cái người hay là chỉ là một cái máy hay là điện toán hay sao, không có một người ngồi ở dưới âm vương á, cái quả âm á quyết định mình sẽ đi đâu. Mình sẽ nói từ. Nói âm dương đó thì không ai thấy được hết á, chỉ mình đó, lúc mà mình lâm chung đó hoặc là mình ngã bệnh xuống đó, là sẽ nó hiện ra cho mình thấy, mình tự mình biết thôi. Phải không thầy? Dạ. Đó mình mới biết. Mới nói trễ rồi. Cái bởi vì lúc đó mình biết, nhưng người thân nhân mình không có biết. Cái khổ như vậy đó. Mình lúc đó mình cần sự giúp đỡ nhất, mà người thân nhân mình không biết cách giúp. Có ai thắc mắc gì nữa không? Hỏi là làm sao cái người đó, người ta ông đó là sao, người thiệt là hay là chỉ là tưởng tượng. Người có trí tuệ nữa, người ta thấy được cái thiện cái ác. Cái chuyện thiện với ác á, nó tuyệt đối chứ không phải nó phải tương đối. Cái ác đối với Phật giáo nó được mô tả rất rõ ràng. Đối với cái Phật giáo cái thiện với ác nó rất là tuyệt đối, không có chuyện tương đối đâu. Ví dụ như bên Phật giáo mình hại người khác gọi là ác. Hại người khác là ác. Hại người khác là mình
đừng tạo, đừng làm ác. Cái thiện với ác đối với Phật giáo mình rất rõ ràng lắm. Đừng có nói rằng mình giết người ta, cắp của người ta để mình đem về mình nuôi gia đình mình, là mình làm chuyện tốt, mình có chính nghĩa, không có đâu. Mình giết người ta, cắp của người ta là mình làm chuyện ác, xong về mình đem cái của đó mình nuôi gia đình mình á, hoặc cho người nghèo, bố thí cho người nghèo, rồi làm việc thiện. Hai cái là vừa ác vừa thiện, nó có song song ở trong đó. Đó. Ngày hôm nay cái gì nghe thôi, chứ đừng đòi hiểu, đừng có đòi là đòi phải tin. Đó. Đúng nói cái gì phải tin nha. Tôi nói chơi vậy, mình nói pháp là mình xem sẻ với nhau, chứ không phải là thuyết phục quý vị phải tin hay là phải theo cái cách chúng tôi sống. Quý vị biết không, cái thân trung ấn thân này, cái trung ấn thân này 7 ngày chết một lần. Cái trung ấn thân này chỉ sống 7 ngày thôi, xong nó chết. Xong nó sanh nó chết 7 lần, mới gọi là 49 ngày như vậy đó. Mỗi lần trong cái nó sinh ra 47 ngày đó, thì thành ra trong cái 7 ngày đó họ sống đó, cái trung ấm thân này được gặp Diêm Vương một lần. Ví dụ cái tuần đầu tiên ấy, ngày 7 đầu tiên chết một cái, ngày 7 đầu tiên hàng như tuần đầu tiên mới chết, thì Diêm Vương mới gặp nó, hoan nghênh quý vị tới thăm chúng tôi. Ngày nay hồ sơ tôi thấy là quý vị làm tốt nhiều hơn là làm xấu, thành ra quý vị sẽ được sanh làm quả trời. Ngày đầu tiên, tuần đầu tiên ấy, nhà hàng Diệp Vương nói là cuộc sống rồi quý vị làm tốt, thành ra sẽ sanh làm quả trời. Nhà hàng như hoặc ngược lại, quý vị làm kiếp rồi làm xấu, thành bây giờ mình sẽ đọa làm súc vật. Hạn như mình làm ác làm bậy, thành ra bây giờ kiếp sau mình có thể sinh vào làm trâu bò để mình bị người ta hành hạ, bị người ta đánh, để mà chở đồ nặng để trả lại cái nợ trước của mình. Nghe nói vậy thôi, đừng cứ nghe cho xong rồi. Tuần đầu tiên rớt, gửi ngay được không? Nhà Kim Vương nhìn cái mặt mình là cái mặt gì vậy? Muốn đấm hả? Ông ghét như vậy, ông biết mình đã làm ác rồi, mình ông có quyền gửi mình đi ngay được không? Gửi đi không được, không có quyền gửi đi, phải đợi 49 ngày nữa. Tuần thứ nhì, trung ấm thần tới gặp kinh Diêm Vương, nói không, tuần này cũng chưa có gì thay đổi hết á, vẫn phải gửi đi về súc sanh như thường. Làm được 7 lần. Tôi không hỏi cái vị phải tin tôi, đều nếu như thiệt sự cái này nó có chuyện như xảy ra như vậy, nếu như thiệt sự nó xảy ra như vậy, mình có ảnh hưởng tới cái sự đổi thân người ta. Chà, trong cái thời gian này mình sẽ giúp người ta bằng cách mình làm chuyện thiện. Ví dụ trong thời gian này mình làm chuyện tốt, làm chuyện lành, xong mình hồi hướng công đức cho cái người mới qua đời đó, được cộng vào cái phần làm thiện của họ. Diêm Vương nhìn tới cái hồ sơ, ủa, tuần này bỗng nhiên có mấy cái đồ thiện, hàng như làm hồi hướng công đức đến độ mà cái thiện với ác nó gần, nó song song với nhau, nó tương đương với nhau. Thì cái ông Kim Vương có thể nói là cái lần này thiện với ác gần nó ngang ngửa với nhau, có thể trở lại của con người. Cái trung ấn thân này là một cái tạm bợ thôi, tạm thời để mình đợi để được cái cơ hội để mà đi, để quyết đi, được quyết định đi để cõi nào. Nên người da trắng người ta hơi khó tin một tí. Lúc này người trong trung ấm thân không cách nào mà liên lạc với mình để cầu cứu được nữa. Ông hỏi vấn đề, ông hỏi tại sao mà vào cái chỗ trung ấm thân này ông làm khó chịu, ông không có thắc mắc nhiều, tại vì tại sao phải chết rồi tôi mới nói. Mình phải có cái chết mình mới đổi cái thân được, hiểu không? Mỗi tuần mỗi lần gặp như vậy, hàng cái tuần thứ năm, hàng tuần thứ năm, mấy tuần trước thì mình thua liễn xiển, tuần thứ năm này thắng thiện rồi. Quan tòa Diêm Vương nói bây giờ đủ phước để mà sanh quả trời rồi, như ông thân tôi đó, bây giờ tới lúc mà được sanh một quả trời rồi, muốn đi không? Thành lúc cái tuần thứ năm đó, như khi mình đủ phước mình sanh quả trời rồi, nhưng đều mình có quyền quyết định, mình nói mình đủ mình đi sanh quả trời, hoặc mình muốn đợi thêm một tuần nữa, hoặc đợi thêm một tuần nữa, thêm hai tuần nữa, cái đó quyết định của mình. Bên người Á Đông mình á,
mình biết cái văn hóa, mình biết rằng thời gian này mình giúp người quá cố được, thành mình cố gắng mình giúp người quá cố. Cái khổ là trong cái thời gian nên mấy cái phong tục này bỗng nhiên nó bị thành bị mê tín gì đó, làm bậy làm bạ. Tại vì làm con heo, làm con bò, làm con ngựa, làm con xe này nó không giúp gì được cho người quá cố hết, không giúp được gì hết. Ngược lại, trong lúc thời gian này mình làm chuyện tốt giúp người ta được thì người ta được cộng thêm vào. Ngược lại, nếu mình làm chuyện ác thì người ta cũng bị lãnh đủ nữa. Ngược lại, trong phong tục mình, phong tục bên xứ này chẳng hạn, người ta chết rồi ta mổ heo, thì phong tục Việt Nam là Mỹ về ta mổ heo, ta giết ngựa, ta giết bò, giết trâu, ta ăn uống sung sướng, uống rượu nọ, xong rồi nói là mình làm cái này để mà trong cái để tưởng cố cái người qua đời. Nếu mình làm chuyện ác, làm chuyện tầm bậy như vậy vì danh nghĩa cho họ, giúp họ tiền về cho họ thì họ cũng lãnh đủ, họ không chạy đâu được hết. Có chuyện hỏi tại sao có chuyện mà thiếu. Đừng nghĩ là Phật là thiếu từ bi. Thiệt ra cái luật nhân quả như vậy, mình làm chuyện hại người ta, làm người ta đau khổ thì bây giờ mình phải đau khổ. Thì mặc dù Phật thấy mình đau khổ, Phật cũng chịu thôi. Thành ra trong cái thời gian 49 ngày á, người ta cái chuyện mình làm tốt á, giúp người ta, chuyện làm ác cũng giúp hại người ta nữa. Trong cái thời gian mà 49 ngày sau khi chết á, cẩn thận một tí. Nhưng bây giờ quý vị không tin tôi ha, quý vị không tin á. Đừng có nghĩ là tôi đừng nói là tôi không tin thầy, là thầy nói chuyện tầm phào, là tôi không thể tin tưởng được thầy. Thì tôi nói cái đó không quan trọng. Chừng nào quý vị tới lúc này, như hồi nãy Phan Ngân nói, tới đó sẽ biết. Thì nó tôi chỉ cái việc của tôi chỉ báo trước khi mình biết là chi viện nó như vậy thôi. Thì nhớ rằng lúc cái chuyện này á, cái chuyện lúc mà mình có quyền quyết định ở trong, chẳng như mình đủ phước để sanh lên quả trời, nhưng điều mình tại mình còn thương ổng quá đi, tại mình phải nhớ ổng, thành mình lật đật mình trở lại cái quả cái người này để mà gần gũi ổng. Hỏi tôi là cái người chim vương này, sao mà từ đâu tới, tại sao không có chuyện là làm ai là người ông phải ứng cử hay ông phải làm gì để được làm chim vương? Nó tôi không biết, tôi thì tôi chỉ muốn diễn tả cho quý vị biết là cái thời gian này 49 ngày, cái thời gian mà nó quan trọng, nó quyết định cái tương lai mình thôi. Ông nói cái nói tôi nói chuyện vẫn tin không tin, tin quan trọng. Tôi nói ý muốn nói cái gì biết á, trong thời gian 49 ngày á, mặc dù không tin tôi đi nữa, nhưng là trường hợp chẳng hạn như là ông cho mình hưởng gia tài nhiều tiền quá đấy, có đủ 10.000 thừa, mình lấy 10.000 ra mình làm việc thiện, xong rồi hướng công đức cho người ta, việc làm như vậy nó giúp đỡ người ta thay vì đi làm chuyện tầm bậy. Thì tôi nói á, là cái gì tin không tin không quan trọng, vấn đề quan trọng nhất là quý vị, gia đình quý vị đó, khi mà người qua đời rồi và sẵn sàng bỏ bao nhiêu tiền đó để mà làm đám tang cho nó lớn thì là lớn, cho nó xôm thì là xôm, để mình vinh mặt với đời với người. Việc làm như vậy á, thiệt ra nó không giúp gì nhiều cho người chết á. Chẳng thà bỏ tiền ra, một số tiền ra mà làm chuyện tốt cho người chết á, thì nó có lợi cho người ta hơn. Ý tôi chỉ nói chừng đó thôi. Cuối cùng trong 49 ngày á, mình là người quyết định mình sẽ đi đâu, tùy cái phước mình có. Thầy tôi quyết định đi Tây Phương Cực Lạc, đi lên trời, tại thích lên đó chơi. Sự thật là ông chưa đủ phước để mà sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì Tây Phương Cực Lạc đó, nó sung sướng hơn là quả trời nhiều nhiều. 49 ngày cái thời gian rất là quan trọng để giúp người ta. Như mình sao cuộc đời này sao? Bây giờ mình suy nghĩ vấn đề, phải nhớ rằng cái pháp mình là muốn vãng sanh kiếp này, phải không? Mình qua cái này. Thứ nhất á, quý vị đang có đam mê gì trong cái cuộc đời này? Những người tự hỏi mình, quý vị tự hỏi mình, ai đam mê theo những cái đeo đuổi trong cuộc đời này? Quý vị không có sợ, không có chuyện sanh tử? Ai sợ chuyện sanh tử? 49 ngày quan trọng, đừng có tưởng là mình sợ sanh tử, tại cái sanh tử nó nguy hiểm lắm. Tại vì ví dụ như cuộc đời quý vị là sống rất là làm chuyện thiện không, rất là tốt, sống như Bồ Tát vậy. Từ lúc mình chết, 49 ngày đó gặp Diêm Vương nói cho sống cuộc đời thanh tịnh, đời rất là thiện. Bây giờ chắc là đủ phước để mà đi quả trời rồi.
cái khổ là nhiều khi mình bỏ tiền một mớ gia tài mình cho mấy đứa con nữa, nó hở nó ra nó mua cái bom nguyên tử, nó nổ, nó giết một ngàn người, một vạn người, gọi là tại vì nó tin theo cái bên phía cái tôn giáo bên kia, nó làm như vậy là giúp cha nó, thì mình đọa trong 49 mình ngồi đó mình chịu trận, mình quyết định vậy. Nếu mà đủ phước mình có quyền chọn đi trước, thay mình đợi tới hết 49 ngày mình mới đi. Bên Phật giáo mình cho những người mà được giúp vãng sanh đó, trong 49 ngày họ đủ phước mà vãng sanh đó, thì họ leo lên máy bay họ đi vãng sanh ngay lập tức, không cần đợi 49 ngày mới xong. Số 3, gặp cái pháp gì mà đã có cái phương tiện để giúp quý vị vãng sanh được. Ngược lại, nếu quý vị có đủ phước, có đủ khả năng thì có thể tự tu để đạt tới đắc được tứ quả A-la-hán, sẽ được tự chủ cái sống chết. Mấy người A-la-hán đâu cần gặp ông Di Vương đâu, không cần. Mấy người A-la-hán khác mình chỗ đó, người thường mình chết là phải gặp, thường phải gặp Di Vương. Còn A-la-hán chết đó, bây giờ tôi muốn đi chơi chỗ khác, đổi thân khác, đó để đổi thân thôi, không cần gặp ai hết. Hoặc là mình giác ngộ cũng như vậy luôn nữa, cũng thoát luôn nữa. Hoặc là người khác, quý vị không phải những người trên. Hoặc là ngược lại, mình chưa đủ phước làm đủ sức mà thành A-la-hán hoặc là thành Bồ-Tát, thì mình muốn vãng sanh kiếp này. Nếu như vậy thì muốn tự chủ thì tu đi, tu niệm Phật đi, tu niệm được tới cái trình độ mà 10 cái danh hiệu ngài A-di-đà Phật nhất tâm bất loạt. Thì Phật mới nói là nếu như cái gì mà theo cái kinh này, kinh A Di Đà này, nếu cái gì mà niệm Phật mà 10 danh hiệu A Di Đà Phật nhất tâm bất loạn, thì Phật cam đoan cái gì rằng khi cái gì chết đó, Phật sẽ tới rước đích thân tới rước cái gì về. Thì hàng cái gì không có được gặp số 3 không gặp được pháp, gặp thứ 4 không gặp được A La Hán, gặp thứ 5 không thành giác ngộ, thứ 6 cũng không niệm được Phật Tam Muội. Có phần hời gì được không? Lúc này quý vị phải biết cái pháp 49 ngày để giúp, để yêu cầu người ta giúp. Tôi khuyên quý vị, nếu quý vị kiên cái pháp 49 ngày này á, thì trước khi quý vị đi đó, lo 49 ngày trước khi mà đi đó, đừng có đợi thân nhân mình lo. Thầy tôi khuyên quý vị, trước khi quý vị đi á, phải lo cái 49 ngày mình trước. Tại vì đừng có đợi thân nhân mình mà lo cho mình, tại mình không biết được. Mặc dù mình lo cho mình rồi, thân nhân mình lo cho theo công giáo, tôn giáo, là Hồi giáo hay là tin lành, nó không quan trọng, mình lo cho mình trước. Thành ra nói cho quý vị biết là mấy cái chuyện lúc mà chuyện hậu sự đó, có những cái gia đình mà người ta là công giáo, người ta công giáo dòng họ dòng họ đời đời luôn, nhiều đời là công giáo rồi. Khi họ chết thì gia đình theo cái công giáo, đều có người cháu là bên Phật giáo, thì người cháu yêu cầu bên phía mình giúp người ta, thì bên kia người ta làm công giáo, diện công giáo, còn bên Phật giáo mình là cuối cùng ấy, cái ông này ông quyết định ông đi về phía Tây Phương Cực Lạc, chứ ông đi về phía trên trời, đi phía bên kia ông quyết định ấy. Cái tôi nói tại sao mà tôi khuyên quý vị nên lo chuyện hậu sự trước khi mình đi, tại vì như vậy này, hậu sự mình lo chuyện hậu sự trước khi mình đi là tại vì mình như vậy mình có được cái tự chủ, mình chọn được người nào sẽ làm cái pháp 49 ngày cho mình. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì cũng không kém quan trọng, là cái chỗ là khi mình chết rồi á, cái 49 ngày trong thời gian mình chết 49 ngày đó mà người còn sống mà giúp làm phước, làm thay mình làm phước á, thì mình chỉ hưởng được 1/7 thôi. Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, sau khi mà chết trong 49 ngày đó, phước đức mình tạo được cho người ta, người chết chỉ hưởng được 1/7 thôi. Ông hỏi chàng như bây giờ muốn thỉnh cái pháp 49 ngày. 49 ngày mà trong tương lai, mà 49 ngày đó trường hợp mà đỡ mà trong 20 năm nữa mà tôi không còn ở đây, chuyện gì xảy ra? Thì nhớ rằng hiện bây giờ cái 49 ngày nữa, chỉ vì chỉ có quyền thỉnh sau khi người ta chết mới thỉnh được thôi. Thì hiểu rằng nếu phải đợi mình chết mình mới thỉnh cái pháp 49 ngày thì lúc đó thì mình được 1/7 thôi, thì nó vô lý vậy sao? Tại sao mình tiến pháp đó, tại sao mình thỉnh ngay trước khi mình chết? Thành cái bổn từ mới cho cái cơ hội đó,
là mình đầu tư trước, tại sao mình đợi mình chết rồi, mình đợi mình lúc mình chết rồi thì không biết là nó dùng tiền sao, mình không biết nữa, hoàn toàn không biết nữa. Nó dùng rồi mình chỉ được 1/7 thôi. Cái vô lý dễ sợ, phải lo trước, nên lo trước. Rồi vấn đề thứ nhì, vấn đề thứ nhì là sau cái chết, sẵn bây giờ mình thỉnh trước rồi, 20 năm nữa ta mình còn trẻ, còn sống còn dài, còn nhe răng còn lâu lắm, 20 năm nữa, rồi lỡ mà thỉnh ông thầy, thỉnh thầy nào làm, ông thầy này chết, chuyện gì xảy ra? Tôi đâu biết được, ráng mà chịu. Cái pháp này cho quý vị thấy rằng á, nếu như biết con người sắp qua đời rồi á, thì mình thỉnh trước khi người ta chết á, thì mình còn thấy được cái thời gian ngắn, mình thấy được cái hiệu quả. Còn nếu mà thỉnh lâu quá thì ráng mà chịu, cũng đâu có biết được, trong tương lai ai biết được. Tôi đâu có thần thông đâu, biết 20 năm tôi ở đâu nữa đâu. Cái tu hành tôi nói thiệt quý vị, cách mà tôi tu chắc khoảng 20 năm nữa tôi rớt xuống, chắc chắn xuống địa ngục cũng chạy đâu được hết á. Hoặc nói cách khác là nhiều khi tôi hy vọng là trong tương lai tôi tìm được người, đủ người, đủ sức để mà tôi truyền lại cái pháp này, để người ta tiếp tục làm chuyện của tôi làm. Thì thật đó, ngày hôm nay mà tôi không biết là tại sao, tại vì tôi nhìn thấy quý vị nó không cách nào mấy người này làm được hết, mình chịu thôi. Đó, có thể ngày nào đó có thể tình nó thay đổi, có người sẽ bước tới nói là thầy con muốn học cái pháp này để con muốn giúp đời, giúp người, chứ hiện bây giờ không ai hết. Cái pháp đại thừa số 8 trong bài thừa, cái tâm của pháp đại thừa là giúp cho quý vị tự giúp đấy, và giúp những người quý vị thân nhân quý vị đó, quan trọng cuộc đời quý vị đó, của cái pháp giúp cho họ được sống hoặc là chết để giúp được hết. Sắp hết giờ đó nha. Lý do chính là một lý do chính tôi muốn ra làm tịnh độ khác vì vậy, tại vì cái pháp tịnh độ bây giờ mình có nó hơi lủng củng tí, tại sao phải đợi mới chết mới được thỉnh mấy cái pháp đó, mới cúng dường người ta, rồi khi mình cúng dường thì được 1/7 thôi, nó khó khăn không đi được. Thành bởi cái pháp tịnh độ người ta tu bây giờ, hành bây giờ đó, nó khó vãng sanh như vậy đó, phải đợi phải chết đó, rồi mới được 1/7 của cái phước đó thôi. Có phiền phức lắm, lúc mình chết rồi gia đình người ta đau đớn, người ta đau buồn, người ta cãi lộn nhau, con cái cãi lộn nhau, là cái chùa này tin chùa này hơn, thích thầy kia hơn, thích thượng tọa này hơn, thích hòa thượng kia hơn, cãi lộn nhau chí chóe. Cái pháp vạn sanh mình bây giờ nó lủng củng, nó có hiệu quả hơn tí, hy vọng như vậy. Cái mà tôi nói là những người da trắng á, người mà tôi không biết á, thì tôi nói là mà thì gia đình khi mà mình làm đám tang đó, bỏ cái tiền ra xài đó, tôi nên để một số tiền để mà đầu tư vào làm cái chuyện đám tang theo cái kiểu 49 ngày này, thì nó có lợi lộc rất lớn lao. Còn những người á mà tin về cái đạo Phật, tin về cái pháp 49 ngày này á, thì không phải nhất thiết phải làm với chúng tôi. Đều á, nên hỏi chúng tôi nên làm cái gì. Tôi đề nghị nên nói, tại vì mỗi trường hợp nó mỗi khác. Mỗi cái người á, nó trường hợp nó khác nhau nhiều lắm. Không thể nào nói mà làm một cái có một phương pháp làm để mà gửi người ta đi được. Không phải là dễ đâu. Mỗi người nó có cái chướng ngại khác nhau. Trong cuộc đời truyền pháp của tôi tới bây giờ 5 năm rồi á, thì hiện bây giờ tôi có thể nói cái vị trình với cái vị rằng có một người á đã tạo tội rất nặng, thành ra tôi cấm cái bà đó. Tôi gạch bà sổ đen, có nghĩa đến ngày hôm nay bà tới bà yêu cầu tôi cứu cho bà hoặc cứu cho gia đình bà, thì tôi có thể nói thẳng cái vị là tôi sẽ từ chối. Một người duy nhất thôi. Nói cách khác, có người nào giúp được thì tôi sẵn sàng giúp. Câu hỏi cuối cùng. Ví dụ của người mới ra là thành cái chuyện xảy ra, có ai biết chuyện người không này không, là ông là người trẻ, người đại hàng, như được một gia đình da trắng làm con nuôi, rồi ông này chắc là bị hút xì ke gì đó, thành ra ông lái xe, cái xe nó hút vào 6 chiếc xe, nó đâm vào 6 chiếc xe.
Xong rồi ông ngừng lại, cảnh sát ngừng lại, chặn ông lại, thì ông tỉnh lại rồi ông chạy đi, cảnh sát lấy súng nó bắn chết, chết ngay tại chỗ. Gia đình đó thì không tin, không có tin về tôn giáo nào hết. Đều cái người bạn thân của ông ấy là tới đây, ông đó là người làm kế toán cho tôi đó. Ông mới yêu cầu tôi giúp đỡ cái 49 ngày. Chuyện đó tôi cười lắm. Hồi nãy tôi nói chuyện sửa soạn cho vãng sanh chứ gì, sửa soạn để mà tới 49 ngày gì. Thì ông trò tôi ấy, liên lạc với tôi để yêu cầu tôi giúp cái 49 ngày đó. Thì trong lúc mà liên lạc đó, 5 ngày đầu tiên liên lạc tôi không được. 5 ngày sau chết rồi. Chết 5 ngày rồi tôi mới được nhận được tin ông. Người bạn thân đó muốn tới cầu cứu mà cứu không được, mất 5 ngày. Lúc tôi gặp được á, khi mà ông nó chết đó, ông vào cái trung ống thân á, ông bị điên. Không hiểu gì hết. Kim Vương dẫn trước mặt ra phán, hỏi nè, bây giờ trường hợp như vậy, bây giờ con muốn làm gì? Nó ngơ mà, nó đâu có hiểu gì đâu, nó không biết làm gì hết, nó điên, nó không hiểu gì hết. Quốc pháp 49 ngày không làm gì được hết. À, nếu mà họ không quyết định, cái ông nó không quyết định được á, thì cái pháp 49 ngày không có hiệu quả được. Tại 49 ngày á, thành ra hiểu được cái pháp 49 ngày này, một cái pháp, một cái phương tiện để mình tạo cái phước, để cho đủ cái phước để có thể mua cái vé mà lên chiếc cái tàu lửa này mà đi tới vãng sanh thôi. Ông không đủ sức, thành mình phải tạo cái đủ cái phước để mình gửi ông đi. Bây giờ mình đủ phước rồi, đủ sức là mua cái vé rồi, mà bây giờ ông á, ông không biết ông nên đi không, tại ông điên mà, ông không biết gì hết, làm sao mà ông xài cái vé được. Thấy cái kẹt của cái pháp 49 ngày chịu, thành pháp 49 ngày bị kẹt. Thành lần đầu tiên khi mà tôi nhận cái chuyện đó, cái linh tính tôi nói là vừa từ chối, tại mình giúp cũng được. Pháp 49 ngày ông chỉ thỉnh cái pháp 49 ngày thôi. Thành cái chuyện nó khó khăn lắm, tại vì lúc mà tôi nhận cái đó thì họ thì tôi thấy bị kẹt, là tại vì tôi thấy rằng đó, là cái 49 ngày nó không đủ sức mà giúp, tại vì giúp người ta không quyết định được. Thành tôi cái ý cái đầu tiên hết là tôi muốn từ chối, tại mình giúp cũng được, mình nhận, nhưng mà người ta yêu cầu mình giúp là vãng sanh, mình biết á, cái pháp vãng sanh nó tới lúc đó chưa chắc họ xài được, thành mình giúp làm gì, chẳng thà mình nói không để người ta kiếm chỗ khác, người ta kiếm chỗ khác mà giúp. Ông không có hỏi, ông hỏi giúp là cái gì. Không hiểu rằng á, cái tạp khí nó quan trọng dễ sợ, tại vì mình là bậy, khi mình chết mình đem cái bậy đó, tạp khí bậy đó qua tiếp với mình. Ông bị điên khùng đang nghiện thuốc. Thành ra lúc ông chết á, thì ông đem cái tâm đó ông đem vào cái trung ống thân, cũng điên khùng như vậy thôi. Nó khó như vậy. Thì cái ông học trò tôi mới là rất là phiền não. Cái chuyện đặc biệt ở chỗ là cái người cái cậu con trai này là bạn rất thân của ổng, người chết anh cậu, cậu phiền não, cậu rất lo. Cậu nói là theo cái hiểu biết của tôi á, là về Phật giáo này là ổng này mà bị chết như vậy chắc chắn sẽ đọa, cách nào thoát được hết. Ông sợ ông này đọa, thì ông nói là tôi muốn dùng tất cả những cái phước của tôi để mà giúp bạn thân của tôi vãng sanh. Bởi vậy muốn được cái này phải thỉnh như vậy đó. Cái thỉnh nó loài cái sự thành tâm quý vị, nó có đủ cái duyên để mà giúp được. Thành ra vì cái thành tâm ông đó, tôi mới quyết định tôi phải xài cái pháp bên dược sư bên này để tôi gỡ lại ông, làm người ông bình thường lại. Mất 10 ngày. Thành ra cái ông cái duyên này là tại vì ông cái thành tâm ông muốn giúp bạn ông á, với bất cứ giá nào. Tôi mới đủ cái dùng cái duyên đó, tôi mới dám dùng tự động, tôi dùng cái pháp sức của tôi để mà giúp những cái mà tôi biết để mà giúp, tốn 10 ngày để gỡ cho cái ông này bình thường lại. Rồi sau 10 ngày mới dùng cái pháp 49 ngày mới có hiệu nghiệm được.
sau cái 49 ngày đó thì ông này bình thường lại, ông đủ phước rồi thì ông leo lên tàu lửa ông đi rồi. Thành mỗi cái trường hợp nó khác nhau quý vị, không có dễ đâu, cứ đừng tưởng là mình chết xong là tới 49 ngày là xong, không có đâu. Mỗi trường hợp nó khác nhau nhiều lắm, cái nó hoàn cảnh nó khác nhau nhiều lắm, khó mà nói. Thành bên phía chúng tôi á, bổn tự chúng tôi là chủ trương là phải mình sửa soạn, mình gạt mấy cái chướng ngại trước đi, thì lúc tới đó trở tay không kịp á. Này tôi nói học trò tôi, thì tôi có học trò tôi, nó ai thắc mắc gì không? Thì thôi ngày này mình ngừng ở đây.